Đại bàng là một trong những loài chim săn mồi lớn và mạnh nhất trên thế giới, với tầm nhìn sắc bén và khả năng bay cao, xa và nhanh. Sức mạnh và uy lực, với sự mạnh mẽ, sự nhìn xa và khả năng bay cao, đại bàng được coi là một trong những loài chim mạnh nhất và uy lực nhất trên thế giới. Những đặc tính này đã giúp cho bức hình đại bàng được sử dụng như là biểu tượng cho quyền lực, sức mạnh và uy tín. Khả năng chiến thắng, như thể hiện tại chính trường hoặc sở thú, đại bàng có khả năng chiến thắng trước các đối thủ mạnh tay khác nhờ vào sự linh hoạt và thông minh. Vì vậy, đại bàng thường được sử dụng để tượng trưng cho sự khôn ngoan và sự thắng lợi. Tính cách và phẩm chất, đại bàng được coi là một trong những loài chim thông minh và đặc biệt, có thể biểu hiện những phẩm chất như tinh thần cá nhân.